hai tiếng con cha con mẹ không phải tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ dàng mà có được. Chẳng có con mẹ con cha nào mà gót thon chân mềm bước đi trên thảm hoa hồng. Việc tiên cung tiên thánh phụng sự cha mẹ cũng không phải ngẫu nhiên mà làm được, hay cứ thích là làm được. Mà để được cắt tóc làm tôi, nối đời làm con Phật thánh là cả một con đường dài, gian truân vất vả. Căn đồng số lính, Phạm sinh ra đã là con người, ai cũng có cung số bản mệnh. Mỗi người mỗi căn số, mỗi người mỗi một bản mệnh. Có người mệnh tốt, có người bạc mệnh. Có người yên căn lành số, ngay từ lúc cha sinh mẹ đỡ. Nhưng có người lại vất vả chuyên chuyên, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Số phận, sướng khổ hay vui buồn là do bản thân mình tự tạo ra. Nhưng không có nghĩa là ngoài mình thì không còn có một lực lượng vô hình nào tác động vào. Căn quả, bản thân con người sinh ra đã cao căn nặng quả, sẽ luôn vất vả hơn người thường, chẳng lấy gì làm sung sướng. Người thì bệnh tật ốm đau chết đi sống lại, người thì dở dại dở điên, nhẹ thì tay tiên hái lá viên cành, nặng thì trần chuồng bắt bướm đuổi chim. Chưa hết, đã đến lúc cha cơ mẹ đầy, trời hành, kẻ thì khuynh gia bại sản, người thì cửa nhà tan nát, gia đình ly tán, của cải tiêu tán, tính khí thất thường, người ngợp chưa chắc nắng mùa hạ, mưa giá mùa đông sánh bằng. Vậy mà khi tìm ra nguyên căn, quy y bốn phủ, chắp tay dập đầu vái lạy cha mẹ, thì những con người bất bình thường ấy lại trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Tâm linh luôn là vấn đề không bao giờ có lời giải đáp chính xác, đầy đủ hay trọn vẹn hết tất thảy. Đồng bóng, tuy không sung sướng mặt hoa da phấn, quần áo là lượt, nhưng lại có phúc được ăn cơm đình thần, hầu hạ tam tứ phủ. Những thầy đồng chân chính không bao giờ được phép buôn thần bán thánh. Họ chỉ mưu cầu tín ngưỡng thờ mẫu, được hoằng dương, được nối truyền, được tôn vinh, gìn giữ. Những người có căn số là những người có căn tu từ nhiều kiếp. Kiếp này khi các bạn đầu thai làm người, các ngài chấm bạn làm con, sẽ khiến bạn khi sinh ra ảnh hưởng ít nhiều bởi vị thánh chấm chọn các bạn. Trong cuộc đời luôn gặp nhiều thử thách và oan trái. Có những việc mình không làm, thậm chí còn không cả nghĩ, nhưng những người khác thì không tin, cứ đổ oan cho bạn. Biểu hiện của căn số thể hiện rõ nét qua màu sắc trang phục, món ăn các bạn thích, tính cách, và với mỗi căn số khác nhau sẽ có những thử thách khác nhau. Những người căn quan thì dù có là phụ nữ nhưng tính cách lại như đàn ông đàn bà, mà không thể thủy mị nết na, không thích tô son điểm phấn. Căn cô thì điệu đà duyên dáng, trang phục ưa màu sắc tươi sáng đỏ hồng. Với những biểu hiện này, các bạn tự phải chiêm nghiệm và cảm nhận. Thậm chí có những người được cha mẹ báo qua giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Người căn số nếu không biết tu sẽ vô cùng cực khổ, bởi thử thách nhiều, oan trái lắm. Nhưng như các ngài dạy, những thử thách này đưa tới cũng là để xem các bạn ứng phó với khó khăn trong đời sống như thế nào. Và bạn dùng tâm từ bi, hướng thiện đối diện, hay tâm oán hận đối diện. Sống bản năng thì đơn giản lắm, không phải sao? Những người căn số thường nói tôi nóng tính, tôi chanh chua, tôi đành hanh. Đó là biểu hiện một phần của căn cha căn mẹ. Nhưng nếu bạn nhìn nhận ở khía cạnh khác, bạn sẽ thấy tu được cái tâm từ bi, tự mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ vơi đi rất nhiều. Cha mà hại con cả. Sinh ra ở kiếp người là bạn nằm trong vòng luân hồi lục đạo, chịu ảnh hưởng của nghiệp lực nặng nề, có gieo nhân thì sẽ có gặt quả. Cho nên những khó khăn trong cuộc sống, ngoài một phần do căn số, còn do nghiệp lực các bạn nặng nhẹ mà giáng xuống để thử thách các bạn. Ai cũng có nghiệp cả, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, ít nhiều cũng gieo nhân và chắc chắn sẽ nhận quả. Nhưng nên hiểu mọi thứ thật rõ ràng. Khi nghiệp giáng cũng phải khớp ra tất cả mọi yếu tố thì mới sinh ra nghiệp. Quả của nhân cũng vậy. Khi hội đủ tất cả nhân duyên thì sẽ là thời gian gặt quả. Có những người thấy quả nghiệp ngay trong kiếp này, nhưng có những người quả nghiệp lại lưu đến đời con cháu đời sau. Cho nên, người biết tu và thấu hiểu về nhân quả, nhìn thấy quả chắc chắn sợ gieo nhân. Việc tu tâm, tu đức, tu tính nhân. Việc tu tâm, tu đức, tu tính
chính là con đường sáng mà các ngài muốn chúng ta đi theo. Vì vậy, hãy nhớ rằng, căn số không phải ai cũng phải ra hầu. Đừng để thầy dọa không hầu thánh vật cho chết. Không hầu thánh, thánh làm cho điên dại mà ra hầu. Thánh nhân nước Việt đều là những vị danh tiếng lẫy lừng, đã từng hy sinh thân mình vì đất nước. Cho nên, các ngài chắc chắn không hại dân, không hại con cái của mình. Đã là con cha con mẹ, thì đừng vì khổ mà tiễn căn. Bởi lẽ không con cái nào có thể từ bỏ cha mẹ mình được cả. Trước mọi khó khăn vất vả, nên đối diện với cái tâm cầu thị, học hỏi. Bạn cho rằng khổ, nhưng hãy nhìn những người xung quanh để hiểu cái khổ của mình đã là khổ nhất hay chưa. Khi bạn nhìn thấu, cũng là lúc tâm từ bi của bạn đang nở rộ. Tại sao cuộc đời của những người căn đồng số lính lại khổ như vậy? Con đồng thì cũng là người. Ai cũng mong bản thân cùng gia đình được yên ấm vẹn toàn. Ai cũng cầu hạnh phúc, bình an, sung sướng. Không xét đến những kẻ mượn danh đồng nhân lấy đạo tạo đời, những kẻ giả danh con nhà thánh, những đồng đua đồng đú, thì đồng nhân thực sự đều khổ cả. Và người căn càng sâu càng khổ. Dù có những người làm đồng hầu, được bể trên ân duyên cho danh cho diện, cho tài cho lộc, đề huề, nhưng vẫn có những nỗi khổ tự bản thân mới biết, mới hiểu. Đồng nhân nói chung đều phải gặp những khổ đau, oan ức, bị ganh ghét, làm hại, hay gặp những oan trái khó giải thích trong cuộc sống. Những khổ đau về tình cảm, cuộc sống là luôn có. Con người ai chẳng phải khổ, sinh ra không có ai là không khổ cả. Nhưng với đồng nhân thì những nỗi oan trái, những oan trái, những nỗi buồn, những khổ đau thường lớn hơn, bi ai hơn, thường trực hơn, và có khi là gộp lại bởi nhiều sự oan trái khổ đau. Đồng nhân ra đồng bởi nhiều lý do, bởi duyên, bởi nghiệp. Nhưng khi đã ra hầu, ai cũng hiểu, tu đồng là soi chiếu tấm gương thánh đức để ngày một hoàn thiện bản thân mình. Vậy thánh nhân Việt của đình thần có mấy vị không oan khuất, khổ đau mà thành thánh thành thần hay không? Ví như không từng nếm trải những oan khuất cay đắng, khổ đau, oan trái ở đời, khi trở thành thánh thần, các vị ấy có thấu hiểu, có thương cho những mảnh đời cơ cực, oan trái khổ đau của con dân hay không? Nếu mình không khổ, không từng trải qua cơ khổ, không đặt địa vị vào những người bị oan khuất đau khổ, sau này có biết thương những người cùng khổ không? Có muốn bảo ngã lê dân, che chở cho con dân được bình an, hạnh phúc thương mà phù hộ gia trì cho những mảnh đời oan trái khổ đau không? Hay nếu như bản thân con đồng, nếu chưa từng nếm trải khổ đau, oan trái trong đời người, chưa từng trải qua những nỗi vất vả, lo toan của cuộc sống, chưa hiểu được những nỗi buồn đau vô cùng, liệu người đó có biết thương bách gia mà hành đạo cứu người vì người hay không? Nếu cuộc sống trải đầy hoa hồng, chỉ hạnh phúc, vui vẻ, chỉ may mắn, thuận lợi, liệu con đồng có hiểu được những nỗi vất vả sinh nhai, những lo toan đời thường, những mong cầu bình yên, hạnh phúc ấm no của người dân hay không? Và nếu sau này, nếu những con đồng chỉ có biết sung sướng hạnh phúc khi trở về với cửa thánh, có nhất tâm phụng sự, có cùng chư thánh yêu thương, lo lắng cho con người nói chung, cho con dân Việt nói riêng hay không? Người chưa từng đói, không biết quý đồ ăn thức uống. Người chưa từng phải biết thương những bà mẹ lo lắng vì con. Những người chưa từng trải qua oan trái tình cảm, sao biết thương những người đau khổ vì tình? Người chưa từng vất vả vì cuộc sống khốn khó, thiếu thốn, sao biết thương những cảnh đời cơ cực, tìm kế sinh nhai? Những người chưa từng biết đến vong ma cơ hành điên đảo, mộng ảo, mất ăn mất ngủ, sao biết thương những người đêm nằm mơ ma mơ quỷ? Người chưa từng bị ốp nhập, mất kiểm soát, điên khùng, bệnh âm không tìm ra thuốc chữa, sao biết thương những kẻ cơ hành? Người chưa từng bị phụ bạc, phản bội, ganh ghét, sao biết thương những kẻ cùng cảnh chịu thiệt thòi? Người chưa từng bị vu oan, bị hãm hại, sao biết đến sự bất công bằng? Sao biết thương kẻ bị hàm oan? Còn nhiều, nhiều lắm những nỗi oan trái, khổ đau nữa mà đồng nhân phải trải qua mới thấu hiểu được, mới cảm thông, mới biết trân trọng cuộc sống, mới vững chư thánh hơn nữa.
bởi chư thánh đã trải qua những nỗi oan.